Chính Phạm lái xe chạy thẳng đến AN. Anh dừng lại ngay trước cửa, sau đó bước xuống mà đi vào bên trong. Khi ấy, Giai Ân còn đang mải miết chỉnh sửa mẫu thiết kế trên con ma nơ canh. Nghe có tiếng cửa, cô không quay ra nhìn mà chỉ nói: "Xin chào, quý khách cứ xem tự nhiên, chờ tôi một chút." "Không sao, không cần để tâm đến tôi." Nghe được giọng nói ấy, Giai Ân mới chịu quay mặt nhìn. "Chính Phạm, sao anh lại tới đây?" Chính Phạm tiến lại gần cô. "Sao, tôi không được đến à?" "Em không phải ở lại đội sao?" "Hôm nay cuối tuần, lúc trước thì tôi thường ở đội, nhưng bây giờ đã hứa rồi, chỉ cần có thời gian tôi sẽ dành cho em." "Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến vòng chung kết rồi, em phải tập trung hoàn thiện bản thiết kế của mình." "Không sao, em cứ làm việc của mình đi, tôi nhìn em là được." Giai Ân khẽ cười rồi đáp lại: "Vậy anh lại ghế ngồi đi, chút nữa xong em sẽ qua." Chính Phạm gật đầu một cái, cô cũng quay lại tiếp tục việc dở dang. Anh lúc này đi đến nơi bàn tiếp khách ngồi xuống, hướng ánh mắt đến vị trí của cô. Trong ánh nhìn chứa đựng một chút mê luyến, toàn bộ mọi cử chỉ của Giai Ân đều không bỏ qua. Ngay cả việc cô cau mày vì không vừa ý, hay những lúc cúi xuống làm mái tóc buông lơi, rồi lại đưa tay lên vén, trong mắt của Phó Chính Phàm hoàn toàn cảm thấy rất xinh đẹp. Anh bỗng đứng dậy, bước chân chậm rãi dạo quanh mà lên tiếng: "Phải rồi, lãnh đạo lại có công văn đưa ra quyết định khen thưởng nhóm thí sinh vừa tham gia khóa huấn luyện." Giai Ân nghe vậy, tuy không nhìn anh nhưng vẫn đáp lại: "Khen thưởng nữa sao? Chỉ trong vài tháng em nhận 2 bằng công dân dũng cảm à?" "Không, lần này sẽ là khen thưởng thành tích trong huấn luyện." "Đâu có thành tích gì to lớn đâu, tại sao lãnh đạo các anh không khen thưởng cấp dưới của mình?" "Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, nếu mỗi lần làm nhiệm vụ đều có khen thưởng thì không đúng chuẩn mực. Nhưng những người công dân như em tham gia cứu nạn, lành động cần phải khen thưởng để khích lệ những người cùng làm việc tốt." Giai Ân đang chuyên tâm vào việc của mình, sau đó chỉ đáp lại một tiếng ừ. Khi ấy, Chính Phàm cầm lấy một đoạn vải thừa nhỏ trên mặt bàn cắt, rồi bước lại phía Giai Ân, đứng ở sau cô, đưa tay lên vén gọn mái tóc về sau, dùng miếng vải ấy buộc tóc cho Giai Ân. Giọng của anh trầm đều: "Mẹ tôi đi xem ngày rồi, sau đó sẽ đến gặp dì em để bàn chuyện kết hôn." Cô nghe vậy ừ một tiếng, nhưng không lâu sau đó mới thoát khỏi sự tập trung mà sửng sốt quay lại nhìn anh. "Anh vừa nói gì?" "Tôi nói chờ ngày phù hợp, mẹ tôi sẽ đến gặp dì em để thưa chuyện hai đứa." "Thưa chuyện kết hôn sao?" Chính Phạm khi thấy vẻ mặt của cô mà khẽ cười: "Sao thế? Hôm qua mẹ tôi đã công khai thừa nhận em là con dâu, nếu bây giờ còn không bộ đến nhà em thưa chuyện, vậy thì dì em sẽ trách không thấy nói năng gì đã tự ý, như vậy là không phải phép. Nếu mà dì giận không đồng ý gả em cho tôi thì tôi phải làm sao đây?" Tuy là không phải Chính Phạm chưa cầu hôn cô, mà là dù đã đeo nhẫn cầu hôn của anh, nhưng khi nghe tới việc kết hôn, cô vẫn cảm thấy như một giấc mơ. "Chính Phạm, kết hôn là chuyện cả đời, anh chắc chắn là muốn lấy em chứ?" Chính Phạm nhìn cô trong ánh mắt đầy áp sự yêu chiều: "Em mới chính là chuyện cả đời, vì vậy tôi không thể chậm trễ. Cô gái sống ở trong tim của tôi nhất định sẽ phải đến sống tại nhà tôi." Đôi mắt của Giai Ân trở nên hoen đỏ, thấy rõ trong đấy là niềm hạnh phúc không kể xiết. Cô nở ra một nụ cười: "Em sẽ nói chuyện với dì em trước, đón dì em lên đây sẽ tiện cho hai bên nói chuyện." Chính Phạm gật đầu, dáng vẻ ôn nhu, đưa tay lên vén những lọn tóc trên vành tai của cô: "Được, cứ theo em sắp xếp." Hai người họ đối diện nhau, ánh nhìn dịu dàng, đôi mắt hạnh phúc, nụ cười yêu chiều, một cuộc tình vô cùng bình dị, không màu mè cũng chẳng khoa trương. Chỉ cần cả hai đều biết trong lòng đối phương lúc nào cũng có nhau, thì mọi thứ biến đổi thế giới ngoài kia chỉ là chuyện gió bụi thường tình. Hai ngày sau, tại trạm thủy lực lại tiếp tục diễn ra một buổi trao bằng khen thưởng. Ngoài những người được nêu danh ở trong danh sách khen thưởng, một số đơn vị nhà báo cũng đã sớm có mặt. Có điều nhân vật được trông chờ nhất ở đây là Mạc Thời Vũ thì quả thực lại không đến. Nhưng không hiểu hắn có tính toán gì, không tham gia mà lại cử Giang Bách đến thay mặt. Sau khi đọc quyết định khen thưởng, Chính Phạm đại diện lên trao bằng khen cho mọi người. Khi ấy phóng viên cũng bắt đầu đặt câu hỏi:
Không biết các vị có thể chia sẻ vì sao giám đốc Mạc không đến tham gia nhận bằng khen thưởng không? Chính Phạm nghe vậy cũng trả lời: Tôi đã gặp giám đốc Mạc để gửi giấy mời. Anh cũng đã chia sẻ vào những tin đồn xung quanh làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nên sẽ không tham gia để tránh gây thêm hiểu lầm. Giám đốc Mạc đã cử trợ lý thân tín của mình đến đây thay mặt nhận bằng khen thưởng. Nếu mà đã không muốn gây hiểu lầm, tại sao trước đó giám đốc Mạc còn trả lời phỏng vấn? Chuyện này mọi người nên hỏi anh ấy. Tôi chỉ giải thích lý do vì sao giám đốc Mạc lại vắng mặt trong hôm nay thôi. Nghe vậy, phóng viên cũng chuyển sang đề tài khác. Đội trưởng Phó, anh có đánh giá gì về nhóm tân binh vừa tham gia huấn luyện ngắn hạn vừa qua? Bộ cho tặng bằng khen thưởng này vẫn chưa đủ nói lên năng lực của họ hay sao, mà còn cần tôi phải đưa ra đánh giá? Chúng tôi nghe nói khi mới tham gia huấn luyện, quan hệ nội bộ giữa mọi người đã xảy ra vấn đề. Đội trưởng Phó có thể chia sẻ hay không? Tất cả chúng ta khi gia nhập một môi trường mới đều chưa thể hòa hợp ngay được. Xảy ra một chút vấn đề cũng là điều bình thường mà. Ngay cả tôi khi tiếp nhận huấn luyện một nhóm tân binh mới cũng đâu thể làm quen ngay được. Đội trưởng Phó, theo như chúng tôi biết, anh là chiến sĩ đã được tham gia khóa huấn luyện nâng cao tuổi quốc gia. Với kiến thức và kỹ năng của mình, anh có thể chọn một môi trường làm việc tốt hơn. Tại sao vẫn lựa chọn trở về quê hương? Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng tôi được thành lập để phục vụ nhân dân và nhà nước. Thế nên nhân dân ở đâu thì cũng là nhân dân. Làm việc ở đâu cũng đều là phục vụ cho tổ quốc. Tôi được lãnh đạo ưu ái tiến cử mới có thể tham gia khóa huấn luyện quy mô lớn như vậy. Thế nên muốn dùng những gì mình học được quay về địa phương để phục vụ. Một phóng viên khác lại đặt câu hỏi: Đội trưởng Phó, em đã có rất nhiều thành tích trong công việc. Những điều này có lẽ không cần phải kể ra, mọi người cũng rõ. Vậy không biết đội trưởng Phó có thể chia sẻ một số chuyện riêng của mình được không? Chỉ cần không phải là bí mật, tôi sẽ không giấu. Sau sự việc anh giải cứu một người phụ nữ có ý định nhảy lầu được quay lại và phát trên mạng xã hội, đã có rất nhiều cô gái quan tâm đến anh. Họ cũng muốn biết một chuyện. Nghe nói anh vẫn còn độc thân đến bây giờ, là vì tính chất nghề nghiệp hay là vì anh chưa tìm được đối tượng phù hợp? Chính Phạm nghe vậy khẽ cười: Ai bảo tôi đến bây giờ vẫn còn độc thân? Thế là đội trưởng Phó có bạn gái rồi sao? Gia Ân ngồi hàng ghế bên dưới vừa nghe vậy đã liền chột dạ. Có điều cô cho rằng Chính Phạm sẽ không chia sẻ nhiều, nhưng không ngờ anh lại trả lời: Phải, cô ấy cũng đang có mặt tại đây. Hơn nữa không phải là bạn gái, mà là vợ chưa cưới của tôi. Gia Ân sửng sốt nhìn anh, sau đó còn nheo mắt ra ám hiệu cho Chính Phạm đừng nói ra. Thế mà anh lại thản nhiên hướng tay về phía cô. Chính là cô ấy, Tưởng Gia Ân. Mọi ống kính lập tức di chuyển đến vị trí của cô. Những người có mặt ở đây đều hào hứng ồ lên một tiếng. Chính Phạm lúc này cũng bước ra xuống, tiến lại phía của Gia Ân, đưa tay đỡ lấy cô đứng lên. Tôi đã quen với cô ấy từ 4 năm trước, chỉ mới cầu hôn cô ấy gần đây. Hiện giờ hai bên gia đình đang bàn chuyện. Vốn là không định chia sẻ điều này vì chúng tôi đều không thích ồn ào. Nhưng mấy ngày qua, tin đồn thất thiệt đã làm ảnh hưởng đến cô ấy rất nhiều. Thế nên hy vọng sau hôm nay, mọi người sẽ không đến làm phiền hỏi những câu ngớ ngẩn, tổn hại tới danh dự của cô ấy nữa. Nói như vậy, đội trưởng Phó là con trai của chủ tịch Spa Beauty Queen, bà Tống Ngọc Lam. Vậy trước đó tin đồn với giám đốc Mạc, không phải tôi vừa nói rồi sao? Đó là tin đồn thất thiệt. Mọi người nghĩ cô ấy có cần phải dựa vào giám đốc Mạc để kiếm sự nổi tiếng không? Cô gái mà giám đốc Mạc nói đến là một người khác. Anh ấy không tiện nói tên là vì không muốn cô gái đó bị làm phiền. Thế nên mọi người hãy tế nhị một chút. Gia Ân lúc này nhìn anh mà hỏi nhỏ: Chính Phạm, sao anh lại muốn công khai? Chính Phạm nghe vậy cũng quay sang: Tôi đâu hề muốn giấu giếm đâu, chỉ là không thích phô trương. Nhưng chuyện này nếu như không một lần nói rõ, họ sẽ không ngừng làm phiền em. Hơn nữa tôi cũng không thích việc tên em gắn liền với tên người đàn ông khác không phải là tôi trên những tiêu đề báo mạng. Gia Ân phì cười nắm lấy bàn tay của anh: Đội trưởng Phó là muốn khẳng định chủ quyền sao? Tôi là đàn ông, tất nhiên sẽ có tính chiếm hữu một chút, em không chê? Cô vui vẻ lắc đầu: Tất nhiên là không thể chê. Phải nói bài báo hôm nay vô cùng chất lượng. Chỉ riêng việc phỏng vấn ngay tại đơn vị làm việc thuộc chính quyền đã thấy được độ đáng tin của tin tức là 99%. 1% còn lại chỉ có thể là do phóng viên biến hóa thêm cho đặc sắc mà thôi.
Chưa kể các trang báo đưa tin đều là báo chính thống, ai lại dám nghi ngờ. So với cuộc phỏng vấn trước đó của Mạc Thời Vũ gây ra nhiều tranh cãi và nghi ngờ, thì bài báo hôm nay không ai có thể không tin. Một người là đội trưởng của trạm cứu hỏa thủy lực, có nhiều thành tích xuất sắc. Ba cũng từng là chiến sĩ cứu hỏa đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, được nhà nước ghi công và truy tặng danh hiệu. Mẹ là chủ chuỗi spa lớn trải dài cả nước. Gia thế bên ngoài của anh đều có truyền thống làm quan trong bộ máy nhà nước. Một gia đình như vậy có thể chọn con dâu qua loa sao? Cho dù cô ấy có gia cảnh không tốt, nhưng chắc chắn nhân phẩm không tệ mới có thể bước chân vào được một gia đình danh giá như vậy. Chỉ một điều đó thôi đã đập tan hết những nghi vấn từ tin đồn trước đó liên quan đến Mạc Thời Vũ. Họ thấy rằng đã là con dâu được chọn của nhà hào môn thì cần gì phải dựa hơi một người đàn ông đầy thị phi với phụ nữ như Mạc Thời Vũ. Có điều hôm nay Mạc Thời Vũ cũng rất nhạy bén khi quyết định cử Giang Bách thay mặt mình đến tham gia nhận khen thưởng. Nếu như hắn hoàn toàn vắng mặt và từ chối nhận khen thưởng, thì sau sự việc ngày hôm nay, cư dân mạng lại có một câu chuyện thêu dệt cho rằng hắn đã nhòm ngó đến vợ người khác nên không nhận khen thưởng. Nếu hắn đi, tình huống sẽ hơi gượng gạo. Thế nên phương án vẹn cả đôi đường là lấy cớ tránh mọi người hiểu lầm, nên sẽ cử trợ lý thay mặt tham gia. Như vậy, vừa nói rõ tin đồn lần trước hoàn toàn không liên quan đến Giai Ân, lại vừa cho thấy mối quan hệ giữa họ rất tốt, không có hiềm khích gì. Mà Thời Vũ ở tập đoàn xem tin tức, chỉ có thể nuốt xuống mà nhịn. Hắn thừa nhận nước đi này của Phó Chính Phàm quả thực là cao tay. Nếu bây giờ hắn công khai theo đuổi Giai Ân, e rằng Mạc Thị sẽ gặp sóng gió không nhỏ. Trong tay của hắn có cả hàng trăm hợp đồng các nhãn hàng và thương hiệu, cùng với cả nghìn nhân viên đang dựa vào đồng lương ở đây để nuôi sống gia đình. Hắn không thể bỏ mặc họ, huống hồ người con gái ấy vốn không thể thuộc về hắn. Mạc Thời Vũ thả lưng dựa vào thành ghế, ngửa mặt lên trần nhắm mắt lại. Mạc Thời Vũ, mới chỉ đánh một trận mà mày đã thua thiệt rồi. Khó khăn lắm mới gặp được một người khiến bản thân muốn thật lòng đối đãi, nhưng rồi lại nhận ra tấm lòng của mình với đối người đó là dư thừa, ngay cả cơ hội được thể hiện cũng chẳng có, thật là đáng tiếc. Tối đấy, Giai Ân trở về nhà, cô gần như thức trắng mấy ngày nay để hoàn thành bản thiết kế. Bây giờ thể trạng quả thực ra rất mệt mỏi. Còn một ngày nữa mới tới buổi chung kết, Giai Ân muốn nghỉ ngơi một chút để giữ sức cho cuộc thi. Cô vừa bước qua cửa chính liền ngửi thấy một mùi thức ăn được chế biến rất thơm, còn nghĩ là Lương Thần nấu ở dưới bếp mà đi xuống. Lương Thần, em đang nấu gì vậy? Chị mệt nên ngủ một chút, em cân trước đi nhé. Vừa dứt lời, Kiều Phương cũng từ dưới bếp lên. Dì nấu xong rồi, ăn trước đi rồi hãy ngủ. Dân có hơi bất ngờ khi thấy dì Phương ở đây. Dì Phương, dì lên lúc nào vậy? Dì lên hồi chiều, thấy còn sớm nên ghé qua chợ mua ít đồ ăn về nấu. Sao không thấy báo cho con biết để con đi đón? Còn báo gì nữa, chẳng phải là con đã gọi xin dì lên đây để bàn chuyện cưới xin với nhà người ta hay sao? Mặc dù là cha mẹ con không còn, nhưng dì cũng không thể để con mất mặt. Cảm ơn dì. Lúc này Kiều Phương bỗng túm tay cô đi lại phía ghế ngồi. Giai Ân, giờ lại một lần nữa, con thật sự là muốn kết hôn với Chính Phàm. Giai Ân khẽ cười. Sao vậy? Dì không thích anh ấy sao? Không phải, chỉ là dì thấy tiến triển này của hai đứa hơi nhanh. Con thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Dì biết mà, trước giờ con chưa từng tùy tiện quyết định bất cứ việc gì. Hôn nhân là chuyện cả đời của con, nếu không chắc chắn thì con sẽ không gật đầu. Nhưng công việc của cậu ấy rất nguy hiểm. Dì không phải nói là nói gở đâu, chỉ là nếu chẳng may... Dân cầm lấy bàn tay của dì Phương như trấn an. Dì à, con người chúng ta không thể nào quyết định được chuyện sống chết, cho dù là làm nghề gì đi nữa. Chúng ta đâu thể vì một điều ấy mà lại không dám tiến thêm bước nữa. Càng không thể chắc rằng nếu ta thay đổi chiều hướng thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn. Con đã chọn Chính Phàm thì dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không từ bỏ anh ấy. Cho dù kiếp người có ngắn ngủi, con cũng sẽ không hối hận. Thật sự là sẽ không hối hận sao? Kể cả cậu ấy sau này có thể sẽ không tốt với con như bây giờ, cũng có thể thay lòng đổi dạ. Giai Ân mỉm cười, ánh mắt của cô chứa đầy sự kiên định. Ai lại đi hối hận với những năm tháng đã hết mình? Dì Phương nghe vậy cũng đã hiểu được rõ tâm tư của cô,
Dĩ không nói gì nữa, nhưng lại thở dài vẻ đầy dâm tư. Dĩ Ân hiểu dì mình đang lo lắng điều gì, cô lại nói: "Dì Phương, dì nghĩ xem, khi chúng ta kết hôn phải chọn người thế nào mới là đúng? Tất nhiên là phải chọn người yêu con, thương con rồi. Chọn người yêu mình thì an tâm, chọn người mình yêu thì không hối hận. Con lại có cả hai, như vậy chẳng phải là không thể bỏ lỡ hay sao? Con nói dì nghe, chính Phạm là người đàn ông hiểu được hoàn cảnh gia đình của con, lại không dễ dàng bị thu hút bởi cơ thể và khuôn mặt của những người phụ nữ khác. Một người đàn ông khi đứng trước cám dỗ sẽ nói rằng tôi đã có người phụ nữ của tôi rồi. Một người mà công việc của anh ấy cũng không dễ dàng gì, nhưng vẫn sẽ dùng thời gian rảnh của mình để khiến con vui vẻ. Một người có thể sẵn sàng đứng ra ngăn chặn những việc có thể làm con tổn thương. Ở bên người đó, hạnh phúc biết nhường nào." Dì Kiều Phương lắng nghe cô nói, sau đó lại bật cười: "Tôi thấy con nói ưu điểm của cậu ta, chẳng thấy một chút khuyết điểm nào cả." "Em thực sự không có một chút khuyết điểm nào mà dì." "Được rồi, dì cũng không phải là không thích Chính Phàm, chỉ là lo sợ sau này con lại phải chịu tổn thương. Nhưng con nói như vậy, tất nhiên là dì sẽ ủng hộ con." "Phải rồi, dì Phương, chuyện gì với chú Tuấn thế nào rồi?" Hỏi đến vấn đề này, dì Phương liền cảm xúc. Dì ấy cười gượng mà nói: "Dì quyết định rồi, cầm được thì đặt xuống được, thứ gì mà không còn thích hợp nữa thì buông thôi. Dì và chú Tuấn đã ký đơn ly hôn rồi. Nhân tiện lo chuyện của con nên dì sẽ dọn đến ở đây một thời gian nhé. Chợ dì cũng đóng cửa rồi. Còn về hai em cũng sắp kết thúc năm học, nên để hai đứa ở nhà lo học xong, sau đó chờ kết luận của tòa án, tôi sẽ sắp xếp môi trường mới cho hai đứa nó." Mặc dù trong tâm của Giai Ân vẫn luôn khuyến khích lựa chọn này của dì Phương, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy buồn cho dì ấy. "Dì ổn chứ?" "Không sao, chỉ là nghĩ nếu dì làm như vậy sớm hơn thì đã không cần phải lao tâm tổ thứ đến thế. Một năm, hai năm hay mười năm nó cũng chỉ là con số, mà con người chúng ta thường có xu hướng trách nhiệm hóa mối quan hệ tình cảm khi nó được duy trì đủ lâu. Vì đã quá quen thuộc với sự có mặt của đối phương nên cảm thấy không cần thiết phải có những quan tâm tỉ mỉ như ngày đầu. Giờ ở lại với nhau một cách tạm bợ chỉ vì hai chữ trách nhiệm mà không nhận ra rằng ở lại với nhau nhưng không cố gắng mới là có lỗi. Trong tình yêu hay trong hôn nhân cũng vậy, cảm xúc mới chính là thứ quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ. Thế nên nếu không còn tình cảm thì hãy cho nhau cơ hội rời đi. Đó không phải là chia tay mà là giải thoát." Thì ra một đời người rất ngắn, chỉ từ đầu giường tới cuối giường. Một đời người cũng rất dài, từ hiện tại cho tới tương lai. Thế nên hôn nhân một đời, chọn đúng thì phải trân trọng, chọn sai thì nên dừng lại. Bởi vì một đời của mình nhìn thấy được mênh mông thế gian, hay bốn bước đã chạm góc tường, đều là do sự lựa chọn tiếp tục hay rời đi. Hôn nhân không chỉ là sự kết nối tình yêu, mà còn là một câu chuyện dài phía sau. Tìm được bạn đời chưa phải là hết, tìm được chính mình mới là quan trọng. Ở trong một mối quan hệ mà chỉ cảm thấy đau khổ và dày vò thì đó là ngục tù. Nhưng ở trong một mối quan hệ mà đem đến cho bản thân năng lượng ngập tràn, sự mong đợi về tương lai, thì đấy mới là ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Tưởng Giai Ân trong lòng như thở phào một tiếng. "Dĩ được như vậy con rất mừng." Kiều Phương nắm lấy bàn tay của cô. "Giai Ân, thực sự là dì mong sau những điều con đã phải trải qua, đã phải chịu đựng, đến cuối cùng sẽ chỉ gặt được những quả ngọt." Cô mỉm cười gật đầu. "Con cũng có một niềm tin như vậy." Khi ấy Lương Thần cũng đi lại về phía hai người họ. Thằng bé không nói gì, chỉ đưa bàn tay ra. Thấy vậy, Giai Ân và cả Kiều Phương cũng cùng nắm tay lấy tay của Lương Thần. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Buổi chung kết của cuộc thi cuối cùng cũng đến. Các thí sinh bước vào vòng này đều có mặt từ rất sớm. Chính Phạm đưa Giai Ân đến Hoàng Kim, bởi vì thể lệ của cuộc thi yêu cầu thí sinh không được rời khỏi khu vực trong thời gian chế tác ra thành phẩm, nên anh cũng không tiện nán lại. "Em vào trong đi, nhớ lời tôi dặn, nếu mệt hoặc căng thẳng quá cứ nghỉ ngơi thư giãn một lúc, đừng để quá sức sẽ càng khiến tâm trạng tệ hơn. Khi hết giờ tôi nhất định sẽ có mặt để xem tác phẩm của em." Giai Ân khẽ mỉm cười mà gật đầu. "Anh đi đường cẩn thận nhé."
Cô quay người đi thẳng vào bên trong tòa nhà Hoàng Kim. Chính Phạm đợi đến khi bóng dáng cô đã khuất hẳn mới quay trở ra xe mà rời khỏi đó. Giải thưởng của chương trình ngoài một số tiền lớn thì mẫu thiết kế của những người thắng cuộc sẽ được đưa đi tham dự tuần lễ thời trang ở Pháp. Thế nên ở vòng chung kết này, đội ngũ ban giám khảo được bổ sung thêm một chuyên gia đánh giá thời trang có tiếng tại Paris, và mỗi phòng của thí sinh đều có một người giám sát. Thời gian cứ bình bình trôi qua đi, từng thí sinh được hỗ trợ bữa trưa ngay tại khu vực của riêng mình. Nhưng hầu như họ chẳng đụng đến mà chỉ tập trung hoàn thiện thiết kế của mình, từng chút tiêu tốn đi khoảng thời gian được giới hạn. 16:30 tại trạm cứu hỏa thủy lực, toàn đội từ sân tập luyện di chuyển về khu vực nghỉ ngơi. Khi ấy Nguyên Khải vội đuổi tới vị trí của Chính Phàm mà nói: "Đội trưởng, bây giờ anh chuẩn bị đến xem buổi chung kết của cô Ân sao?" Anh nghe vậy cũng thẳng thắn mà gật đầu: "Phải, cậu có thấy Thiệu Huy đâu không?" Nguyên Khải thở dài một cái: "Đội Võ Đàm tới bệnh viện rồi." Chính Phàm vừa nghe thế khẽ nhíu mày: "Thiệu Huy bị thương sao?" "Là đến kiểm tra định kỳ chấn thương cũ ấy mà, nhưng thực chất là kiếm cớ gặp ai đó thôi." Chính Phạm hiểu ý của cậu ta, sau đó nói: "Cậu lại đội nhé, có việc gì thì thay tôi xử lý." "Đúng là phận lính dưới trướng người ta, bất mãn thế sao, tôi đổi người." Nguyên Khải nghe vậy liền vội cười hòa: "Em nào đâu có dám bất mãn đâu, ý em muốn nói phận làm lính mà được đội trưởng tin tưởng giao trọng trách đó là vinh dự của em." "Cậu nên tích cực làm việc để nhận khen thưởng, cậu chuẩn bị quà mừng cưới cho tôi." Anh bước nhanh đi trước. Thấy vậy, Nguyên Khả liệt nói với theo: "Đội trưởng, em mừng bằng tấm lòng thôi được không?" Chính Phạm khẽ nhếch lên khóe miệng. Anh không nói gì, chỉ sẽ vào phòng sửa soạn thay đồ. Xong xuôi thì trở ra ngoài. Đoạn đang hướng đến khu vực để xe, bỗng vọng lên một tiếng bùm, có vẻ như rơi ra từ nơi nào đó. Cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, Chính Phạm lập tức khựng bước lại. Anh nhíu mắt nhìn về phía khoảng trời xa, mơ hồ như thấy một ánh sáng vàng đỏ rực lên nơi đấy. Không lâu sau đó, chuông báo động ở trạm liền reo lên. Toàn đội cứu hỏa thủy lực chuẩn bị xuất phát. Địa điểm báo cháy là công ty hóa chất và dầu khí Tân Tiến. Điều một đơn vị chỉ huy, một xe chữa cháy bọt và 5 xe chữa cháy nước lập tức lên đường. Khi loa phóng thanh vừa ngưng, toàn đội đã sẽ có mặt ở điểm tập kết. Chính Phạm lúc này cũng quay trở vào. Chèo vét trên người của anh được cởi bỏ xuống, thay vào đó là hỏa phục chuyên dụng. Mọi thứ được chuẩn bị rất nhanh, tất cả ngồi trên xe cứu hỏa lần lượt nối đuôi nhau rời khỏi trạm thủy lực. Khi ấy tại bệnh viện thủy lực, trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa, Thiệu Huy ngồi trên ghế chống khuỷu tay lên mặt bàn rồi tì cằm của mình lên bàn tay. Ánh mắt thì không rời khỏi người đang ngồi đối diện. "Bác sĩ Hạ, cô có rảnh tối nay không?" Vân Hạ ngồi đó cầm bút ghi viết gì đó và bản kết quả mà trả lời: "Tôi bận trực." "Vậy tối mai?" "Tối mai cũng không." "Thế còn tối ngày kia?" "Ngày kia cũng không." "Vậy..." Lần này còn chưa kịp nói hết, Trương Vân Hạ đã ngẩng mặt lên nhìn Thiệu Huy. "Đội Phó Đàm, rốt cuộc là anh muốn làm gì đây? Về tình trạng chấn thương của anh, trước đó tôi cũng đã kiểm tra rồi, và nó là không còn ảnh hưởng gì. Hôm nay anh lại đến là muốn kiểm tra lại. Nhưng mà từ đầu tới cuối, chuyện của anh nói không phải là về chấn thương của mình, mà cứ hỏi tôi có rảnh hay không để làm gì." Thiệu Huy cười một cái: "Tôi muốn mời bác sĩ Hạ một bữa cơm để cảm ơn thôi." "Tại sao?" "Bác sĩ chăm sóc chấn thương cho tôi, tôi mời một bữa cơm cũng là chuyện bình thường mà. Một ngày tôi có bao nhiêu bệnh nhân, nếu mà ai cũng muốn mời tôi cơm, vậy anh nói xem, tôi phải phân thân à? Hay phải cầu mong một ngày của tôi có 48 tiếng để có thể đáp ứng họ?" "Bác sĩ Hạ, cô đừng có nghiêm khắc như thế chứ." Nghe vậy, Vân Hạ lại khẽ mỉm cười: "Thật là ngại quá, tôi là như thế đấy." Thiếu Huy tất nhiên chẳng dễ từ bỏ, vẫn kiên trì hỏi: "Vậy ngày nghỉ thì sao? Cuối tuần chẳng hạn?" Thấy anh ta như vậy, Vân Hạ nhịn không được cười hắt ra một tiếng: "Đội Phó Đàm, tôi nói..." "Thôi vậy, cứ thống nhất tối nay đi. Tôi vừa xem lịch rồi, hôm nay không phải là ngày trực của bác sĩ Hạ. 6 giờ tôi sẽ tới đón cô nhé." Vân Hạ nhìn anh ta một lúc, sau đấy lại quay mặt đi làm việc khác mà trả lời: "Để tôi xem." Thiệu Huy nghe vậy liền vui vẻ: "Vẫn còn tốt hơn là nghe từ không." Cùng lúc này, TV đang mở trong phòng truyền đến một tin tức:
công ty hóa chất và dầu khí Tân Tiến xảy ra nổ lớn. Lửa đã được lập tức lan rộng ra nhiều khu vực. Đội cứu hỏa thủy lực đang gấp rút lên đường tới đây. Thiệu Huy vừa nghe vậy đứng bật dậy, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào những hình ảnh được quay lại phát trên TV mà nói: "Bác sĩ Hạ, tôi phải thất hẹn với cô rồi, để hôm khác vậy." Nói rồi Thiệu Huy cũng quay người chạy vội ra ngoài. Thấy vậy, Vân Hạ cũng đứng lên đuổi theo ra tới cửa mà nói với: "Thiệu Huy, anh phải cẩn thận đấy." Anh ta không trả lời. Điều mà Vân Hạ nhận được chỉ là bóng lưng cao lớn đang rất vội vã rời đi. Cô ấy trầm tĩnh một hồi, sau đó cũng liền đi thông báo: "Công ty hóa chất và dầu khí Tân Tiến xảy ra hỏa hoạn. Bệnh viện chúng ta điều 2 đội ngũ y bác sĩ, mau đến hiện trường cứu hộ." Những con người mặc trên mình chiếc áo blue trắng vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đồ, ngồi lên xe cứu thương, lập tức tới hiện trường. Tại công ty hóa chất và dầu khí Tân Tiến, ngọn lửa lớn đã bao vây cả một khu vực. Người dân có mặt đông đúc hỗ trợ cứu những nạn nhân đưa ra ngoài. Theo thông tin mà phóng viên hiện trường cung cấp là khu bể chứa dầu xảy ra sự cố phát nổ. Cú nổ có tần suất lớn khiến khu vực nhà dân ở quanh đó chịu ảnh hưởng bởi chấn động. Cửa kính của nhiều nhà vỡ toang. Tại hiện trường, đội cứu hỏa thủy lực đã có mặt tại hiện thực hiện công tác cứu nạn. Vì vụ cháy quá lớn, chính quyền phải điều thêm những trung đội cứu hỏa được phân bổ trong thành phố đến hỗ trợ ứng phó. Khung cảnh rất kinh hoàng, lửa bốc cao nghi ngút, khói đen dần phủ kín một khoảng trời. Tiếng la hét, âm thanh hỗn loạn của người dân làm hiện trường càng thêm thảm khốc. Lý Bắc Văn cũng tham gia chỉ đạo lần này. Họ dựng một đơn vị xã chiến ngay tại khu vực xảy ra cháy để phân tích và đưa ra phương án tối ưu nhất. Theo quản lý ở đây cung cấp, công ty có 10 bể chứa dầu, 2 bể hóa chất. Trong đó bể lớn nhất có thể tích là 1.000 mm khối. Tôi muốn mọi người làm tốt công tác bảo hộ, chú ý an toàn. Phó Chính Phàm, cậu chỉ huy toàn đội, vừa dập lửa vừa tìm kiếm những công nhân đang mắc kẹt bên trong, đưa họ ra ngoài an toàn. Rõ. Chính Phàm tập hợp toàn đội của mình, nhìn thẳng đến họ mà lên tiếng: "Hiện trường vụ cháy quá lớn, lưu trữ trong các bể chắc chắn là không đủ đâu. Mã Bình, cậu dẫn theo một đội nhỏ di chuyển đến con sông ở phía nam cách nơi này 200 m, lắp đặt hệ thống cấp nước từ xa, phải đảm bảo đủ nước được liên tục cấp cho đội dập lửa." Rõ. Mã Bình nhận lệnh cũng lập tức dẫn đội rời đi. Khi ấy Thiệu Huy cũng đã có mặt. "Tình hình thế nào?" Chính Phạm quay sang phổ biến cho anh ta. "Đường ống dưới bể số 1 phát nổ, dẫn đến tràn dầu thô rồi lây lan sang các khu vực khác. Nguy hiểm nhất là bể số 2, là bể lớn nhất, cũng gần lửa nhất. Nếu như không dập tắt kịp thời, sẽ phát nổ mà lây lan sang những bể khác." "Được, ta chia làm 3 đội đi, mỗi người phụ trách một khu vực, lập tức triển khai dập lửa." Chính Phạm gật đầu, sau đó anh và Thiệu Huy cùng Nguyên Khải dẫn 3 tiểu đội tiếp cận vào khu vực cháy tiến hành dập lửa. Do ngọn lửa quá lớn đã nhanh chóng phá hủy hệ thống bơm nước cứu hỏa khẩn cấp của công ty. Cầu thang sập khiến cho đội khó tiếp cận, chỉ có thể dùng thang dài dựng lên thành bể, sau đó từng người lính leo lên. Do sức nóng của lửa, một vụ nổ tiếp tục xảy ra, hất văng những chiến sĩ đang leo thang ngã xuống. Chính Phạm cùng những đồng đội lao đến hỗ trợ những người bị thương ra ngoài. Đội ngũ y tế có mặt tại hiện trường phải lập một bệnh viện xã chiến vì người bị thương quá nhiều. Vân Hạ không ngừng nhận được những chiến sĩ phỏng nặng đưa vào. Cô ấy hối hả từ người này rồi lại chạy qua người khác. Tại khu vực bàn kế hoạch tác chiến, quản lý của công ty lên tiếng: "Tôi vừa mới kiểm tra, các van và ống dẫn giữa các bể dầu đều đang mở. Hiện tại dầu ở trong các bể đều chạy về bể số 2. Nguy hiểm là nó đi qua 2 bể hóa chất cyanua và benzen." Lý Bắc Văn nghe vậy liền nhíu mày. "Benzen là hóa chất gây nổ, cyanua là chất độc có thể gây tử vong. Nếu như phát nổ, hai bể này sẽ uy hiếp tính mạng của người dân toàn thành phố." Tới thời điểm này, mọi người xác định rõ mức độ nghiêm trọng của vụ cháy. Lý Bắc Văn lập tức lấy bộ đàm ra thông báo cho đội: "Nhiệm vụ thiết yếu bây giờ là phải nhanh chóng khóa van bể số 2 và các bể, đảm bảo an toàn cho 2 bể hóa chất. Một khi bể hóa chất nổ thì người dân cả thành phố thủy lực sẽ bị đe dọa tính mạng. Chính Phàm, cậu phụ trách xâm nhập vào cấp điện cho van để hệ thống tự động khóa các van lại. Đàm Thiệu Huy,
Cậu chỉ huy đội bảo vệ hai bể hóa chất, nhất định đảm bảo lửa không đến gần. Rõ. Chính Phạm dẫn tiểu đội sử dụng máy phát điện để cấp điện cho từng khu vực đóng van. Thiếu Huy cùng đồng đội của mình phòng thủ trước bể hóa chất. Chúng ta phòng thủ ở đây, chưa có lệnh, một bước cũng không được rời đi. Rõ. Bên phía Chính Phạm lúc này bắt đầu kết nối đường điện ở khu vực bể số 1. Các van lập tức tự động xoay đóng lại. Khi anh chuyển đến khu bể số 2, bất ngờ dầu chảy, xảy ra một cú nổ. Lập tức lửa bùng lên, khiến cho hệ thống van đóng tự động bị hỏng. Tất cả lập tức rút ra ngoài để bảo đảm an toàn. Báo cáo, khu vực bể số 2 đã bị hỏng hệ thống van đóng tự động. Lý Bắc Văn nhận được thông báo. Xong hồi vẫn không ra lệnh tiếp theo, Chính Phạm có phần nôn nóng. Báo cáo, đang sẵn sàng đợi lệnh. Không lâu sau đó, Lý Bắc Văn đã có mặt ở vị trí của họ. Sắc mặt của ông có một chút nặng nề. Chúng ta bắt buộc phải đóng được van ở bể số 2. Cách duy nhất bây giờ là chỉ có thể đóng van thủ công bằng tay. Mọi người phải quyết định lập ra một đội cảm tử, tiến vào bên trong để đóng van. Lời vừa dứt, Chính Phạm cũng bước lên. Báo cáo, tôi sẽ tiến vào bên trong để đóng van. Lý Bắc Văn nhìn sang anh. Không được. Chính Phạm không một chút nao núng, vẫn nghiêm nghị nói. Báo cáo, tôi sẽ làm được. Đội cảm tử là cái gì các cậu có hiểu không? Thế nên ai còn anh em thì hãy bước lên. Có anh em thì cha mẹ vẫn còn chỗ dựa. Khi ấy, từ trong hàng ngũ có vài người bước lên, mà Chính Phạm cũng tự mình bước thêm một bước. Thế như vậy, Lý Bắc Văn liền lên tiếng. Lùi xuống. Báo cáo. Ông lúc này quát lớn. Phó Chính Phạm, mẹ cậu chỉ còn có một mình cậu thôi. Với Giai Ân, cậu phải làm sao? Anh lại chẳng hề sợ hãi, một bước cũng không lùi lại mà ngẩng cao đầu nói. Báo cáo, tôi là đảng viên. Đảng viên thì không thể thoái thác. Tôi cũng là đội trưởng. Đội trưởng càng phải là người đi đầu. Bảo vệ người dân thủy lực là bảo vệ chính người thân của chúng tôi. Chẳng phải lãnh đạo vừa nói, nếu bể phát nổ thì toàn bộ tính mạng của người dân đều bị đe dọa hay sao? Thế nên ai vào ai ở lại cũng đâu có khác nhau đâu. Nhưng nếu tôi vào, hứa trước danh dự, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Bắc Văn quá hiểu sự cố chấp của anh, đều được hưởng từ cha của mình. Ông cũng không còn cách nào khác khi những lời Chính Phạm nói đều có lý. Lý Bắc Văn trầm mặc một hồi rồi đành gật đầu. Phó Chính Phạm, cậu dẫn theo một người vào trong tiến hành khóa van. Những người bên ngoài hậu thuẫn mở đường cho họ. Nếu như người bên trong xảy ra chuyện thì phải có người tiếp nối hoàn thành nhiệm vụ. Rõ. Sau đó, Chính Phạm cùng một người đồng đội mặc bộ đồ bảo hộ phủ bạc chống cháy, tiến vào bên trong đám lửa. Nhưng trước khi tiến vào, anh đã cầm điện thoại bấm gì đấy một lúc rồi cất đi. Hoàng Nguyên Khải cùng tiểu đội dùng vòi phun dập lửa, mở ra một con đường cho hai người họ đi vào. Nhưng lửa quá lớn, không thể dập tắt hẳn, đã rất nhanh lan tới vị trí của cậu ta cùng với đồng đội vây quanh một vòng. Nguyên Khải giữ lấy vòi phun, tập trung vào một vị trí dập lửa, mở đường máu rồi hô lớn, mau chạy ra ngoài. Tất cả thoát lối thoát đó thoát ra vòng lửa. Cùng lúc đấy, ở trên cao, một thanh xả bằng sắt bị sập xuống ngay vị trí của Nguyên Khải, đè lên cậu ta. Đồng đội bên ngoài liền lao tới. Tiểu đội trưởng. Lửa bùng lớn lên như một bức tường chặn lại. Họ cầm vòi phun để mở đường, nhưng đột nhiên nước bị ngắt hẳn, tất cả ngơ ngác. Sao lại mất nước rồi? Tín hiệu báo qua bộ đàm. Báo cáo, chúng tôi cần cấp nước ngay lập tức. Bên phía Mã Bình đang tập kết ở con sông cách đó 200 mét. Cậu ta lặn xuống sông để kiểm tra máy đặt cấp nước dưới đó. Động cơ quạt của máy bị rác ở dưới sông làm mắc kẹt. Mã Bình gấp rút tháo rỡ. Khi ấy, Nguyên Khải mắc kẹt dưới cột sắt lớn, hoàn toàn không thể thoát ra được. Lửa vây kín vị trí của cậu ta. Một đồng đội bên ngoài lao đến. Tiểu đội trưởng. Nguyên Khải hét lớn lên. Không được vào đây, giữ cậu ta lại. Những người còn lại lao đến cản lấy. Họ cách nhau một màn lửa rực. Mồ hôi và nước mắt túa trên gương mặt lấm lem. Tiếng hét lớn xuyên qua ánh vàng đỏ rực nhức mắt ấy. Tiểu đội trưởng. Qua bức tường mỏng bằng sắt ấy, tất cả đều nhìn thấy cánh tay của Nguyên Khải đưa lên chào. Không lâu sau đó, bộ đàm của họ nhận được tín hiệu. Báo cáo, đồng chí Hoàng Nguyên Khải hy sinh. Tất cả lặng người đi, không ai bảo ai, đành một phút đứng nghiêm trang để mặc niệm.
Lúc này, bên trong đám lửa, Phó Chính Phạm vẫn đang ở khu vực đóng van, xoay từng vòng. Nhưng mãi van vẫn chưa được đóng. Báo cáo, tôi đã vặn 20 phút rồi, nhưng tại sao van vẫn chưa được đóng? Bên phía Lý, bác van nhận được tín hiệu, một lúc sau mới trả lời lại. Hệ thống các van nhỏ ít khâu sẽ đóng nhanh hơn so với van bể lớn. Quy trình đóng van lớn có tất cả 30 khâu, một khâu là 100 vòng. Chính Phạm nghe vậy, dường như có một chút biến đổi xoẹt qua ánh mắt. Anh không nói gì thêm nữa, tiếp tục dùng tay để xoay van. Khi ấy, đồng đội đi cùng anh phụ trách khóa van nhỏ nói vọng tới. Đội trưởng, bên tôi đã hoàn thành. Nghe vậy, Chính Phạm tuy không nhìn cậu ta nhưng vẫn đáp lại. Tôi sắp xong rồi, cậu ra ngoài trước đi. Đội trưởng, tôi sang giúp anh. Không cần đâu, tôi xong ngay thôi. Cậu ra ngoài hỗ trợ mọi người dập lửa đi. Người đồng đội hoàn toàn không có gì nghi ngờ, chỉ vâng lệnh mà trở ra ngoài. Giữa bốn bề đồ lạ lửa ấy, dáng người lính cứu hỏa vẫn sừng sững. Lớp găng tay bảo vệ phủ bạc lúc này đã không còn chịu được nhiệt mà cháy lẹm, phỏng cả da thịt. Nhưng chiếc van vẫn được xoay đều không ngừng nghỉ, cho tới khi chuyên viên phân tích hiện trường báo cáo bể đê nhỏ gần với bể số 2 có khả năng sẽ phát nổ. Nghe vậy, Lý Bắc Văn liền vội hỏi, Chính Phạm thế nào rồi? Anh vẫn đang ở bên trong khóa van, nhưng một khâu 100 vòng phải 30 khâu mới đóng được van, tức là anh ấy phải quay 3.000 vòng, sợ là bể đê không trụ được bao lâu nữa. Lý Bắc Văn ấn bộ đàm, Chính Phạm, bể đê sắp phát nổ rồi, cậu lập tức rời khỏi đấy ngay. Không một tín hiệu nào đáp lại, Lý Bắc Văn tiếp tục nói, Chính Phạm, nghe rõ thì trả lời. Lúc này Chính Phạm mới dừng tay lại, ấn bộ đàm. Báo cáo, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ đóng van. Nói một câu như vậy, anh tắt bộ đàm, ném luôn nó vào đống lửa, rồi hai tay nắm vào van, tiếp tục xoay. Thời gian giống như bị lửa thiêu đồ, mỗi lúc như bị rút ngắn đi. Âm thanh ầm ầm vọng từ bên trong chiếc bể cách đó không xa. Chính Phạm khẽ đảo mắt nhìn đến. Tiếng ồn đó giống như một quái thú đang gào thét, muốn phá cụm để lao ra, rất đáng sợ. Vậy mà đôi chân của anh vẫn không dịch chuyển, vòng xoay của van vẫn không hề ngừng, cho tới khi mọi thứ như rung chuyển. Âm thanh nhổ lớn bùm một tiếng, kèm theo ánh sáng chói rọi, hắt tung dáng người ấy bay lên không trung, rồi rơi xuống biển lửa. Sai ân, nợ em, tôi xin trả vào kiếp sau. Kiếp này không phụ lòng tổ quốc. Vọng từ một khoảng xa là tiếng hét lớn, đội trưởng. Khi ấy tại Hoàng Kim, trên sân khấu của vòng chung kết, Sai ân đứng bên cạnh một người mẫu đang mặc trên mình thiết kế của cô. Ánh mắt của Sai ân khẽ đảo quanh một lượt khán giả bên dưới, nhưng không nhìn thấy Chính Phạm đâu. Không hiểu sao trong lòng bất an, nhưng vẫn tiếp tục giới thiệu thiết kế của mình. Như quý vị đã biết, trước khi đến tới vòng chung kết, chúng tôi đã được tham gia huấn luyện tại trạm thủy lực để tìm cảm hứng cho sáng tạo. Sau một tuần tham gia huấn luyện, trải qua rất nhiều khó khăn và cả mất mát, tôi hiểu được rằng lửa và nước là thái cực, mà mới nhìn sẽ coi nó là chống đối nhau, nhưng để ý với chiều sâu hơn thì chúng tương trợ có nhau. Tôi lựa chọn phần chân váy bằng chất liệu vải lụa có màu vàng kim, rồi cắt lượn tượng trưng cho ngọn lửa đang bừng lên. Phần trên tôi lựa chọn vải sen trắng đắp tầng, đính kim ra theo hình giọt tượng trưng cho nước chảy xuống. Tỷ lệ của hai phần chia đều thể hiện sự cân bằng của hai nhiên liệu này. Trong cuộc sống của con người, không thể thiếu nước, cũng không thể thiếu lửa, và nó có thể là bạn, cũng có thể là giặc. Chúng ta phải nhìn nó dưới khía cạnh đau khổ và hạnh phúc. Phần tay tôi cũng thiết kế 5 tầng, tựa như bàn tay. Một bên là mẹ thiên nhiên, một bên là của loài người. Hai điều này tượng trưng cho sự sống nhân loại. Tôi muốn truyền tải ý nghĩa rằng chúng ta có thể biến đổi được mọi thứ bằng chính sức lực của mình. Một người sức nhỏ nhiều người sẽ thành lớn. Ít nước không dập được lửa, nhưng biển nước nhất định sẽ dập được lửa. Lửa không thể cản được nước, nhưng lại có thể khiến nước bốc hơi. Xoay chuyển thế nào đều do bản thân chúng ta. Hãy biến những nỗi đau khổ thành chất liệu nuôi dưỡng hạnh phúc. Sau khi kết thúc màn thuyết trình, Giai Ân cũng cúi đầu chào. Ở bên dưới tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Hàng ngũ ban giám khảo bắt đầu hội họp để chấm điểm. Sau một hồi, kết quả được công bố. Sau khi chúng tôi đã bàn bạc và đánh giá từng mẫu thiết kế,
cũng chọn ra được thiết kế đạt giỏi nhất của cuộc thi này. Đó là... Hội trường như nín lặng chờ đợi. Một thiết kế của cô Ami. Kết quả đọc ra, tất cả đều vỗ tay chúc mừng. Gia Ân khi ấy hoàn toàn không tiếc nuối gì cả, bởi vì cô cảm nhận được mình đã làm rất tốt, đi tới vòng này đã là quá tuyệt. Bỗng khi ấy giám khảo lại nói, tuy nhiên một thiết kế của cô Ami đạt đủ tiêu chuẩn sáng tạo, kỹ thuật độc đáo, thời hướng hiện đại. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy thiết kế của cô Tưởng Giai Ân cũng rất đột phá, đem một ý nghĩa sâu sắc truyền tải tới. Kỹ năng và tính nghệ thuật đều không thua kém, nên chúng tôi quyết định trao đồng giải nhất cho Ami và Tưởng Giai Ân. Mọi người nghe vậy còn rầm rộ hơn khi nãy, bởi kết quả này quá thuyết phục. Giai Ân bất ngờ tới mức ngơ ra một lúc, sau đó không kìm được mà mắt đỏ hoe lên. Ami cũng đi đến chúc mừng cô, hai người họ trao nhau một cái ôm. Chuyên gia đánh giá thời trang ở Pháp bước lên trao giải. Bỗng lúc đấy, ở phía dưới ghế khán giả, một giọng nói vang lên. Giai Ân, mau tới bệnh viện nhanh lên. Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng, bắt gặp Thư Nhiễm đứng ở bên dưới đang hốt hoảng. Muốn chạy lên thì bị bảo vệ giữ lại, mà chỉ có thể hét lớn. Chính Phạm có chuyện rồi, được đưa đến bệnh viện, tình hình không ổn lắm. Chỉ nghe vậy, Giai Ân không còn bận tâm đến những điều gì khác. Cô vội vã rời khỏi sân khấu, chạy thẳng ra ngoài. Khi ấy, Mạc Thể Vũ cũng lập tức đứng dậy mà đuổi theo. Chính Phạm, anh đã hứa sẽ cưới em, hai nhà cũng đã nói chuyện, em không cho phép anh đảo hôn. Tại bệnh viện, Gia Ân không giấu được nỗi hoảng loạn, đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp thấy dáng người phụ nữ đang ngồi trước cửa khu vực cấp cứu mà khóc. Cô vội chạy lại. Bác gái. Mà Ngọc Lam nhìn lên gương mặt của cô. Gương mặt của bà vốn đã có nhiều nếp nhăn, bây giờ bị khóc mà từng nếp in hẳn rõ hơn. Bà đứng dậy, đôi chân còn không vững mà lảo đảo, khiến Giai Ân vội đỡ lấy. Tống Ngọc Lam túm lấy cánh tay của cô mà nước nở nói. Giai Ân, Chính Phàm, trên người nó toàn là máu, kể cả gương mặt bác cũng suýt nữa không nhận ra. Nước mắt của cô đã không cản được mà ồ ạt chảy ra, bờ môi mấp máy vài hồi vẫn không thể thốt được lên lời nào. Không biết được bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống, cho tới khi phòng cấp cứu chợt tắt, cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra ngoài hướng đến họ mà nói trong thần sắc vô cùng mệt mỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng não bị tổn thương rất nặng, tuy là mạng sống giữ được, nhưng khả năng tỉnh lại e là rất khó. Sau lời đó, bà Ngọc Lam như chịu thêm một cú sốc, bỗng ngất lịm đi. Dân phải vội vàng đỡ lấy bà, gọi ta đến cấp cứu. Trong phòng bệnh được trang bị máy móc hiện đại, Dân ngồi bên giường với đôi mắt đỏ tấy, nhìn người nằm ở đó trong dáng vẻ bị quấn băng cả gương mặt. Bàn tay đầy vết bỏng mà thấy toàn thân mình như bị lửa đốt đau đớn, quằn quại. Cô định nắm lấy tay của anh, là thấy khắp nơi đều là những vết thương mà không dám chạm vào, sợ sẽ khiến cho anh đau. Nước mắt Tưởng khô cạn mà tiếp tục trượt dài xuống. Vào thời khắc anh bước chân vào cửa tử, chỉ gửi duy nhất hai tin nhắn đến hai người phụ nữ. Xin lỗi mẹ và xin lỗi em. Chính Phàm, anh phải tỉnh lại, mẹ vì anh mà ngất đi rồi. Còn em không biết phải vượt qua cú sốc này như thế nào nữa. Cô gục đầu xuống giường, tiếng khóc từ nhỏ rồi trở nên nức nở, đôi bờ vai run lên cô quạnh. Khi đó ở phía ngoài cửa, Mạc Thể Vũ đứng đó nhìn. Hắn muốn bước vào an ủi cô, nhưng lại nhận thấy điều đó là vô ích. Cô không cần hắn, người mà cô cần chính là Phó Chính Phàm, mà hắn lại không thể khiến người nằm đó tỉnh lại. Thể Vũ thở dài một tiếng, sau đấy lặng lẽ quay người rời đi. 2 năm sau, trong phòng bệnh thoảng mùi thuốc tây, người đàn ông nằm trên giường với gương mặt một bên đã để lại sẹo lớn vẫn nằm ngủ im lìm. Đã rất lâu rồi không chịu mở mắt. Khi ấy cửa phòng mở ra, Gia Ân bước vào, trên tay cầm một bó hoa tươi. Thần sắc của cô khá tốt, đem bó hoa đi lại phía chiếc lọ để trên bàn cắm vào mà nói. Chính Phàm, hôm nay là lễ cưới của đội phó Đàm và bác sĩ Hạ, em không thể vắng mặt được nên sẽ về trễ một chút. Cô đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn nhúng nước vắt khô rồi trở ra ngoài. Tiến lại gần giường ngồi xuống bên cạnh,
nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho anh. Thật là không ngờ hai người họ lại kết hôn trước chúng ta. Em ganh tị rồi đấy. Gia Ân cầm bàn tay của anh lên, cẩn thận lau từng ngón tay rồi tiếp tục độc thoại một mình. Chính Phạm, hôm qua em và mẹ đã nói chuyện. Mẹ đã nhắc tới việc tìm chồng cho em. Xem ra mẹ sắp không cần con dâu này nữa rồi. Anh còn không tỉnh, không khéo mẹ sẽ ép em gả em cho người khác đấy. Nói rồi cô lại nhìn lên gương mặt của anh, đôi mắt đã hoen đỏ mà mỉm cười. Nhưng mà anh đừng lo, không ai có thể ép em được cả. Chỉ là anh còn không tỉnh dậy, biết đâu em thay lòng, không muốn gả cho anh nữa thật đấy. Cô thở mạnh một tiếng rồi đứng dậy. Em phải tới hôn lễ của đội phó để xin chút vận xuyên đây, xem anh còn có thể bình thản mà ngủ được không. Nói xong cô quay người trở ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại không lâu, trên chiếc giường, ngón tay của Chính Phàm cử động rất khẽ. Tại một lễ cưới được tổ chức ngoài trời, quan khách đến tham dự khiến hết cả các bàn tiệc. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, vui vẻ chúc mừng cho đôi trẻ đang đứng trên kia. Giải Ân xuất hiện, chỉ đứng ở phía dưới nhìn lên. Khi ấy Thư Nhiễm thấy cô cũng liền đi lại. Sao giờ mày mới tới? Tao ghé qua thăm Chính Phàm một lát. Nhắc tới anh, Thư Nhiễm lại nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Giải Ân, mày đứng đợi như vậy mãi sao? Đợi cả đời à? Ai bảo với mày cả đời chứ? Biết đâu ít ngày nữa Chính Phàm tỉnh lại, tao lại không phải đợi nữa. Khi biết đâu mà cô nói, Thư Nhiễm cũng đã nhiều lần. Nhưng biết đâu chính là không biết đến bao giờ. Tao cũng nghĩ được tham gia hôn lễ của mày từ lâu rồi. Vậy mà... Dần nghe vậy chỉ khẽ cười. Cái đồn muộn một chút cũng chẳng sao. Tao phải lấy một người mà tao không phải hối hận. Trong lòng mỗi người đều chứa đựng một thế giới riêng biệt. Dù là rực rỡ hay là ảm đạm, dù là rộng lớn hay là nhỏ bé, thì chỉ cần trong đó có một người mà bản thân nhung nhớ, đều sẽ nguyện một đời ở lại nơi đó. Lời vừa dứt, cô dâu khi ấy đi xuống để tung hoa cưới. Giai Ân thấy vậy liền kéo Thư Nhiễm đi lại. Mau lên tung hoa cưới rồi kìa. Mày vội cưới cũng đâu có được đâu. Không phải tao mà là mày đấy. Mày tưởng tao không biết mày với Mã Bình đang yêu nhau sao? Nghe vậy Thư Nhiễm tròn mắt. Sao mày biết? Giai Ân chỉ khẽ cười mà không nói gì. Đến cô cũng không ngờ hai người này lại nên duyên, vì lần gặp nhau ở trong bệnh viện khi cả hai cùng đến thăm Chính Phàm. Giai Ân kéo Thư Nhiễm đến vị trí bắt hoa. Cô nhìn lên Vân Hạ, còn nháy mắt ra ám hiệu cho Vân Hạ tung hoa đến chỗ của Thư Nhiễm. Vân Hạ đáp lại bằng một nụ hôn tươi xinh. Bó hoa cưới cầm trong tay sau đó cũng được tung lên. Rõ ràng cô đã phím Vân Hạ đã ném cho Thư Nhiễm, thế mà hoa lại bay về phía cô. Một phản xạ trong vô thức, Giai Ân cũng bắt lấy hoa cưới. Mọi người thấy vậy thì hò hét lên. Vân Hạ tiến lại phía cô. Giai Ân, chia sẻ cho em một chút hạnh phúc của tình yêu, hy vọng em sớm ngày đợi được. Dân nhìn bó hoa cưới trong tay, sống mũi của cô đang cay xè lên. Sau đó cô vẫn mỉm cười đáp lại. Cảm ơn chị, ngày đó sẽ tới thôi. Giai Ân sau đó cũng nâng ly chúc mừng đôi dâu rể ngày hôm nay. Khi ấy chuông điện thoại của Giai Ân bỗng vang lên, cô lấy ra là một dãy số lạ rồi bắt máy. Alo. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sau đấy sắc mặt của Giai Ân trở nên ngỡ ngàng, đôi mắt dần dần chuyển sang đỏ. Không lâu sau Tuyến Lệ cũng chào ra ngoài, vậy mà bờ môi lại nở ra một nụ cười. Cô đặt ly rượu xuống bàn, quay người mà chạy. Hoa cưới trong tay của cô cũng ném lại phía sau, túm lấy tà váy nâng cao lên. Thấy vậy Tô Thư Nhiễm liền nói với theo. Giai Ân, có chuyện gì vậy? Cô không quay đầu lại, gió vẫn tát lên mặt, thổi bay đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Giọng của cô thanh mảnh, vang vọng giữa bầu trời trong vắt. Chính Phàm tỉnh lại rồi. Chỉ một câu nói đó, tất cả từ ngỡ ngàng chuyển sang mừng rỡ. Sau đấy mọi người và đến cả nhân vật chính của hôm nay là đôi dâu rể cũng cầm tay nhau mà chạy theo sau Giai Ân. Thì ra, chỉ cần bản thân có lòng tin là không có gì là không đợi được. Kiếp người vô thường, chỉ sợ quanh quẩn một đời vẫn không biết được đang đợi điều gì. Chưa gặp được một người khiến bản thân chịu chờ đợi, đó cũng là một may mắn. 6 năm sau, trước cổng trạm cứu hỏa thủy lực, một cậu con trai có vóc dáng cao lớn, trên tay xách theo một túi hành lý đi qua cổng rồi dừng lại giữa khoảng sân.
nhìn lên phía hai câu khẩu hiệu được treo ở trên tòa nhà. Đứng trước ngọn lửa không có sợ hãi, đứng trước nhân dân xả thân quên mình. Lúc này một người đàn ông trong cảnh phục tiến lại, đưa tay lên chào, sau đó mới vui vẻ nói: "Chào mừng đồng chí Lương Thần đến gia nhập vào đội cứu hỏa thủy lực của chúng tôi." Bước vào căn phòng truyền thống của trạm cứu hỏa thủy lực, Lương Thần đi tới khung tranh lớn in rất nhiều bức ảnh chân dung của những chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trong đấy xuất hiện thêm hai bức ảnh so với 8 năm trước khi Gia Ân đã từng đứng ở đây: liệt sĩ Tống Lập Tân, liệt sĩ Hoàng Nguyên Khải. Lương Thần đứng nghiêm, lưng ưỡn cao, một tay bỏ dọc xuôi chỉ quần, tay phải đưa tay chào điều lệnh, trong đôi mắt rực cháy một ánh lửa bất khuất. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.